dẫn đường đến quận Gò Vấp. Satellite connection established. Dẫn đường đến chợ Bến Thành. Satellite connection established. Mở bài hát Sóng Gió. Trạm xăng gần đây. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là 28 độ C, mưa rào có sấm sét.